Rồi, chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở về với Cuôn Audio. Và ngày hôm nay thì em có một đôi đây. Em có một đôi loa full bass 30. Đấy, hiệu Power. Đấy bác nhá, hiệu Power này. Đấy, đôi loa này thì còn sót lại ở trong kho nhà em đây. Thì còn một đôi duy nhất nhá. Em dở ra cho các bác xem, em thanh lý lốt cho bác nào thích chơi đôi loa này nhá. Một đôi tép rất khủng luôn các bác. Đấy, một đôi tép rất khủng luôn. Đấy, nếu mà em đo nếu mà chuẩn ra đôi này 1 2 3 4, con này côn ít nhất là côn 63 dở lên. Riêng cái tép này. Đấy, coi 63 dở lên luôn chứ không phải con dưới. Đấy, thế còn củ bát đây. Củ bát này. Đấy, con này là quánh như bom luôn các bác nhá. Tất cả hàng là còn rất đẹp, zin. Được chưa? Thùng bệ chắc chắn nhá, thùng gỗ xịn luôn các bác nhá, thùng rất chắc chắn luôn. Đấy, em cho các bác xem phân tần luôn. Có một đôi duy nhất thôi, em chỉ quay qua thôi cho các bác xem thôi. Đây, phân tần trong này. Đấy, gấu luôn nhá. Gấu mèo luôn. Họng gang. Mấy con này họng gang. Đấy, được chưa? Thùng bệ rất chắc chắn. Con này sử dụng thùng cân các bác nhá. Gỗ xịn chắc chắn luôn, thùng cân. Power, một đôi duy nhất thôi. Em thanh lý cho bác nào thực sự nhanh tay nhá. 6 triệu bao ship. 6 triệu đồng bao ship. Em nói thật luôn là nếu như đôi này nếu như bình thường các bác đi mua nhá. Đến anh em thợ đi mua không ở có cái giá dưới 7 triệu rưỡi luôn. Đấy, em nói thẳng luôn. Đấy. Và đôi này thì em thanh lý cho anh em chỉ có 6 triệu thôi. 6 triệu đồng nha, em miễn phí ship toàn quốc luôn. Đấy, em thanh lý nhanh. Nếu như bác nào thực sự có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại là 0982838695. Đây, một đôi duy nhất loa bãi xịn, hàng còn nguyên zin nhá. Đấy, hàng nguyên zin hết luôn, nó có sao báo vậy. Được chưa? Tép to. Tép to. Đấy, con này bác nào thích nghe nhạc vàng thì quá hay luôn. Đấy, bác nào thực sự yêu thích có thể liên hệ trực tiếp cho em nhá. Em có một đôi duy nhất thôi, thanh lý cho các bác.